Hoa lan đang nụ để cho Tết đây cả nhà ơi. Hoa lan đùi gà dẹp thì sẽ là hoa trắng tím ha. Một chậu như thế này nó đang có khá là nhiều nụ luôn. Em đang có hai chậu nè, 195 cho một giò. Cứ sau mùa hoa thì nó sẽ đi một mùa mầm mới thì anh chị nhà mình sẽ thấy sum hơn. Còn ưu đãi cho anh chị nhà mình hôm nay lấy luôn hai giò thì 350 nha cả nhà ơi. Hoa lan đang có nụ để cả nhà mình chơi Tết. Tiếp theo sẽ có một cái giò khá là về VIP luôn nè, hoa lan kiều tím yên tử, còn cái số lượng nụ này cả nhà ơi. Bên vườn em đang có và đang có nụ những cái chậu như thế này là chậu size to. Anh chị nhà mình mà sưu tầm trên thị trường cũng khá là ít luôn rồi ha. Và em đã thuần chậu gỗ căm xe. Đây nè, quay đều tất cả các mặt cho anh chị nhà mình thấy nha. Giò lá mít này cả nhà, bạn lá là bạn lá đẹp nè. Đó, bạn lá đẹp nha. Anh chị nhà mình sưu tầm đi, mã M1 3.500.000, nụ nhiều mà còn lá mít nữa, rất là đặc biệt luôn rồi. Rồi tiếp theo M2 em có hoa lan đuôi chồn. Những cái giò này là giò tác phẩm nha, to đùng luôn cả nhà mình, cứ án chân với người em. Còn em đã ghép lên một cái đế gỗ và thuần vào chậu gỗ. Mùa này cả nhà mình thấy không, cây nó đi lá ngọn xanh đẹp lắm. Và những cái giò ghép tròn như thế này, đến khi cho hoa nó sẽ là cho hoa tròn đều một giò luôn. Đuôi chồn sẽ là hoa trắng tím và vòi hoa khá là dài luôn á. Anh chị nhà mình sưu tầm đi, M2 1.700.000. Những cái giò như thế này thì cước giao hàng vẫn chỉ 30 thôi, em hỗ trợ cứ phát sinh nha, rất là to nha cả nhà. Rồi trên tay em đang là hoàng phi hạt, dòng này thì anh chị nhà mình chơi hoa sẽ là hoa bền cả tháng luôn, và đang có nụ cho cả nhà mình chơi Tết luôn đây ha. Sưu tầm bên vườn em thì yên tâm, giò nào có nụ em sẽ báo có nụ nè. Thân thì thân cao khỏe và trên này đang còn sưng mắt nụ. Hoàng phi hạt á thì một mắt nụ của nó sẽ cho 2-3 bông hoa, nên là cả nhà mình thấy nó sai hoa lắm. Rồi mã M4 450, mỗi mã thì chỉ có một thôi, anh chị nhà mình lưu ý chốt theo mã số nha. Tiếp theo M5 hoa lan đuôi chồn thì em còn những cái giò nhỏ nhỏ như thế này nữa, và ghép cái đế gỗ như thế này, anh chị nhà mình về có muốn treo sát ốp tường cũng ok. Còn form lá thì form lá nó đi xòe đẹp luôn rồi ha. Rồi mã M5 295. Tiếp theo M6 lên cho anh chị nhà mình một dòng hoa thơm nha cả nhà ơi. Hoa lan kim điệp nhựa, cánh hoa rất là dày luôn, hoa vàng hoa thơm. Em thì ghép gỗ như thế này và số lượng thân cũng khá là nhiều luôn rồi. Và cứ sau một mùa hoa thì nó sẽ đẻ một mùa mầm nữa nha cả nhà. Rồi mã M6 300, còn cước giao hàng thì chỉ 30 thôi, anh chị nhà mình gộp đơn thoải mái. Tiếp theo M7 này, lên một dòng hoa vàng nữa đây cả nhà ơi. Hoa lan hoàng lan ghép gỗ, cả nhà mình thấy cái bộ rễ nè, bộ rễ mà nó bám trắng cái đế gỗ như thế này thì anh chị nhà mình biết cây em đã thuần khỏe lâu năm luôn rồi. Mã M7 290, số lượng thân tơ để cho hoa cũng khá là nhiều nha. Rồi tiếp theo cả nhà ơi, mã M8 hoa lan quế tím. Giò này thì ghép lên một cái đế gỗ bằng như thế này, đến khi cho hoa cả nhà mình cũng muốn mang vào nhà cũng được ha. Và để cho hoa tại vườn em nè, vòi hoa cũ đang còn rất là nhiều luôn, thì anh chị nhà mình sưu tầm tháng 4 tới cả nhà mình chơi hoa ok. Còn quế tím đang đi lá ngọn xanh đẹp nè. Và lưu ý giúp em một cái số lá như thế này là lá trăng hàng từ rừng về. Trên video em cũng lưu ý anh chị nhà mình rất là nhiều, nên là cả nhà mình xem kỹ video giúp em ha. Mã M8 nè, 850, nhiều lan trên này lắm, ghép tròn đều luôn á cả nhà. Tiếp theo M9 quế tím em đang còn một giò này nữa, cũng là ghép gỗ và cái đế gỗ như thế này, cứ về treo sát ốp tường đi ha cả nhà ơi. Dòng rễ gió mà nó thòng rễ xuống nữa khá là xinh xắn luôn rồi. Anh chị nhà mình sưu tầm mã M9 nè, 750, cây đang đi lá ngọn xanh đẹp hết. Cũng lưu ý cho cả nhà mình một số lá này là lá trăng nha cả nhà. Tiếp theo em đang có một cái giò nhãn 4N, form cây VIP lắm. Trời ơi cả nhà mình xem cái cây này nè, lá của nó là phải đẹp từ dưới lên trên luôn ha. Đây là mặt trước, đây tình trạng cây thì quay thực tế cho anh chị nhà mình nha. Nó có cái cây này nó bị rớt lá chân, cả nhà mình lưu ý giúp em. Còn toàn bộ những cây bên này đang khá là đẹp luôn rồi. Cả nhà mình sưu tầm đi, M10 hoa lan nhãn 4N. Sưu tầm bên vườn em thì yên tâm, chuẩn cây chuẩn giống cho cả nhà mình, đều có tem lưu lại ha. Thuần chậu gỗ căm xe luôn rồi, M11050. Tiếp theo M11, em đang có cái giò nghinh xuân rừng. Dòng này thì đang có nụ luôn rồi, cho anh chị nhà mình về chơi hoa Tết nha. Nghinh xuân rừng hoa trắng tím và hoa thơm. Và lưu ý giúp em, đây nè, những cái lá này là lá trăng hàng từ rừng về. Và cái giò này thì em thuần được tầm 8 tháng luôn rồi, thì mới có cái giá cho anh chị nhà mình chia sẻ M11 là 650 nha cả nhà. Lưu ý giúp em, về tưới nước đậm thì lá cây nó còn hồi nha.
Rồi M12 dáng hương tam bảo sắc, những cái chậu như thế này nhiều lan lắm. Dáng hương tam bảo sắc sẽ là cho hoa thơm, cho hoa vào tháng 4 nha. Một cái chậu cả nhà mình xem thấy không? Rễ nó khỏe tới mức mà nó bám quanh chậu luôn nè. Anh chị nhà mình sưu tầm đi, M12 550. Những cái form cây như thế này thì chơi hoa vào tháng 4 tới ok rồi. Dòng này hoa thơm lắm. Tiếp theo M13 sẽ là hoa lan sơn thủy tiên cả nhà ơi. Dòng này hoa vàng, cánh sáp và hoa thơm. Còn số lượng thân tơ nè, quay gần cho anh chị nhà mình xem được thân cụ của nó rất là nhiều luôn. Bây giờ thân tơ nhiều thì nó sẽ có nhiều mắt hoa, và sau một mùa hoa thì nó sẽ để một mùa mầm mới. Anh chị nhà mình sẽ có một cái chậu sum và đẹp hơn ha. Rồi mã M13 750. Rồi tiếp theo M14 em đang có hoa lan bạch nhạn nè. Form cây như thế này đưa tay về cho anh chị nhà mình án chân ha. Những cái dòng đơn thân rễ gió như thế này á, về cả nhà mình cứ lưu ý tưới nước đậm giúp em là được. Còn một số lá nè, cả nhà mình lưu ý giúp em. Hàng rừng thì nó phải có lá chăn nha. Còn lá ngọn thì em đã trong thùng khỏe hết luôn rồi. Anh chị nhà mình sưu tầm đi, M14 500. Bạch nhạn thì sẽ là hoa trắng hơi phớt hồng và hoa thơm cho cả nhà mình. Còn mà anh chị nhà mình mà yêu thích mà sưu tầm về chất cây hàng xếp VIP á, thì tham khảo mã M15 này. Toàn bộ là cây xếp VIP đẹp lắm nha cả nhà ơi. Đây, anh chị nhà mình thấy không? Bạch nhạn mà để tìm được những cây như thế này rất là ít, không có nhiều đâu cả nhà. Còn anh chị nhà mình xem bạn lá ngọn em trong thùng khỏe nó nở lá rất là đẹp luôn rồi. Bây giờ cả nhà mình chơi thân lá, đến mùa hoa thì chơi hoa ha. Rồi hoa lan bạch nhạn M15 1.3 triệu. Tiếp theo M16, trước mặt em đang là một cái giò hoa lan đuôi sóc khá là to luôn. Cả nhà mình xem nè, form cây thì xòe như cái quạt luôn rồi, cũng ghép lên một cái đế gỗ và thuần chậu gỗ căm xe nha. Ghép đều hai mặt nè, đây mặt trước mặt sau quay đều cho anh chị nhà mình xem nha. Hoa lan đuôi sóc, cái giò này thì em treo cái chỗ nó ăn nắng á, nên là cây của nó khá là đanh luôn. Anh chị nhà mình thấy cái màu như thế này thì lưu ý giúp em. Còn tình trạng cây thì em sẽ báo thực tế trên video nha. Giò này thì rễ nó ít đó cả nhà, em thanh lý rễ cho cả nhà mình. Về sưu tầm, về chăm sóc thêm cả nhà mình lưu ý giúp em nha. M16 nè, 1 triệu. 1 triệu mà một giò to đùng như thế này cả nhà mình lưu ý nha. Tiếp theo M17 sẽ là hoa lan đuôi chồn. Dòng này sẽ là hoa trắng tím và vòi hoa dài ha. Cũng ghép lên một cái đế gỗ và ghép tròn đều thì nó lại nhiều lan cả nhà ơi. Anh chị nhà mình sưu tầm đi, mã M17 300. Còn mà cả nhà mình muốn những cái chậu mà sum mà đẹp hơn này thì tham khảo mã M18 nhé. Giò này thì 450. Cái đế gỗ cao hơn thì nó nhiều lan hơn ha cả nhà. Và đuôi chồn á, ghép tròn đều á, thì đến khi cho hoa nó sẽ là cho tròn đều một cái giò luôn á, vì đuôi chồn nó sai hoa nha. Tiếp theo nè, nghinh xuân rừng, dòng này chơi hoa Tết nha cả nhà. Một cái chậu cũng ghép lên đế gỗ luôn. Bây giờ chia sẻ cho anh chị nhà mình, chia sẻ cho cả nhà mình M19 450. Lưu ý, ghép lên gỗ về cả nhà mình tưới nước đậm thì nó sẽ nhanh hồi lá hơn. Tiếp theo M20 hoa lan bạch nhạn, giò này đẹp quá cả nha. Trời ơi, mặt trước mặt sau này, để mà có được những cái giò như thế này là em đã thuần lâu năm luôn rồi á. Anh chị nhà mình thấy không, toàn bộ cái lá ngọn nó đi xanh đẹp như thế này mà. Bạch nhạn thì nó sẽ là cho hoa trắng, hơi phớt hồng nhẹ thôi và hoa thơm nha. Một cái chậu cũng ghép thuần như thế này, còn rễ đi trắng luôn rồi. Cả nhà mình sưu tầm giò này đẹp mà giá trị nè, M20 650. Cuối phiên đang còn một cái giò hoa lan cẩm báo ở đây siêu rẻ cho anh chị nhà mình luôn. Cả nhà mình mà theo dõi được cuối phiên á thì săn được mã hàng này ha. Cẩm báo hoa chơi bền từ 25 đến 30 ngày luôn á. Rồi M21 200 cả nhà ơi. Siêu cuối phiên nha.